Dạ rồi, thì em xin giới thiệu tất cả bà con mình cái mẫu đầu bò bơm bùng nâng cấp bên em á. Thì đợt này em làm những cái đầu bò bơm bùng chất lượng hơn bà con, rất là dày chặt luôn. Bà con mình xài phải nói là bao xài luôn, làm rất là dày luôn nha. Một cái đầu bò như thế này nặng 5,5 kg bà con, nặng 5,5 kg nha. Đây thì em cũng quay sơ bà con mình xem cái cấu tạo đầu bò đó. Đây ở trong nó có cánh quạt bà con ha, có cái phễu để chống ọc bùng nè, nó gom bùng cho mình luôn và nó chống ọc luôn ha. Ọc này không ra 90 nha, sát rất là dày nha, bà con mình liền thoải mái luôn nha, quăng đập cái này á. Cái mặt gam này dày 4 ly thôi ha, mặt gam dày 4 ly luôn, hai mặt chuỗi là hai mặt này nè, hút bùn hút đá là vô á, nó va đập đi hai chỗ này là chính. Mặt gam là 4 ly và cái cánh quạt là 2,4 ly ha, và cái vỏ nó cũng 2,4 ly luôn, rất là dày nha. Và cái mũi khoan nó mũi khoan của trục vít ha. Đây là ống, là ống tiếp là tiếp 34 và cái ti láp là ti 16 nha. Đó, bà con mình nhớ nha, cái này sử dụng cho máy súng nhông nha, 34 16. Một cái như thế này là 520.000 bà con, rất là đã nha, cầm rất là nặng luôn. Rồi em xin cảm ơn ha.